Xin chào và cảm ơn anh chị đã quay trở lại với video giới thiệu sản phẩm mới nhất của shop di động Minh Huy và shop em ở số 20 ngõ 203 Chùa Bộc, Hà Nội. Số điện thoại đặt hàng là 0933 600 386. Di động Minh Huy là một shop chuyên cung cấp những dòng điện thoại cũ, giá cực kỳ hợp lý và cấu hình tình trạng máy rất là ngon anh chị nha. Em đang có khá là nhiều dòng như là Samsung, Sony hoặc là LG hoặc một số mẫu khác. Anh chị đặt hàng liên hệ trực tiếp 0933 600 386. Nhà em có ship code toàn quốc, nhận máy được kiểm tra thanh toán ạ. Và nếu như anh chị ấy mà đặt máy thì rất là dễ dàng thôi, gọi điện em Huy ạ, đặt cọc trước 50, 100, 200 tùy giá trị máy. Còn nhiều cô chú anh chị, nhiều cô chú mà lớn tuổi mà không đặt cọc được thì có thể là gọi video để mà chốt hàng được anh chị nhá. Không quan trọng đâu ạ. Đấy, không quan trọng quá đâu. Đấy, tùy vào mức giá trị máy và tùy vào cái độ nhiệt tình của khách là ok. Rồi, thì không để quý anh chị chờ lâu nữa thì em sẽ là lên cho quý anh chị những mẫu máy mới nhất bên em luôn anh chị nhá. Và rất là nhiều mẫu máy ở đây. Đầu tiên thì chắc là sẽ lên cho cả nhà một sản phẩm đấy từ thương hiệu Samsung. Samsung Galaxy M53. M53 thì hôm qua em về được 5 cây thì hôm nay em còn 1 đến 2 cây thôi. Nói chung là cũng rất là nhanh anh chị ạ, nhanh rất là nhanh tay thì khách hàng đã mua được và sở hữu sớm rồi. Lưng khá là đẹp và nét đấy chị nhá. Con này thì tình trạng lưng nó hơi bị xước này. Khung viền các cạnh thì không có cấn móp gì đây, nhưng mà nó cũng có đôi tí gọi là xước sát theo thời gian. Còn màn hình thì đẹp, không xước sát gì nhá. Màn đẹp không ồ ám. Chiếc này ấy thì cấu hình khá là ngon với RAM 8GB. Bộ nhớ em này sẽ có là bao nhiêu ạ? Bộ nhớ là 128GB và chạy con chip rất là mượt mà nhá. Màn hình cực kỳ nét này và rất là đẹp luôn. Con này thì lúc ra mắt định vị là máy tầm trung với mức giá tầm khoảng 8 đến 10 triệu. Bây giờ ấy, hiện tại ấy, sau 1 năm rưỡi 2 năm ra mắt thôi, bây giờ còn có 3 triệu 6 và đúng một con duy nhất ạ, con số 5, được chưa? Đây là mẫu Samsung Galaxy M53 này. Tình cấu hình máy thì sẽ có cam trước này, cũng rất là đẹp và nét nhá. Cam sau lên đến là 108 megapixel. Chụp ảnh thì rất là đẹp luôn ạ, cam 0.5, x1 và hỗ trợ zoom. Nói chung là zoom dụng các thứ đồ lên đến là 10x và cam sau lên đến là 100 megapixel nhá, rất là ổn áp ạ. Tặng ốp lưng rắn màn sạc cáp siêu nhanh 25W, miễn phí ship tận nhà, giá là 3 triệu 6 nha, cực kỳ rẻ. M53, còn một con nữa là con thứ hai đây, thì tình trạng lưng này thì cũng ở mức là rất là đẹp nhá, màu trắng ạ. Khung viền các cạnh cũng ở mức gọi là tương đối là đẹp, cho anh chị thoải mái sở hữu và sử dụng luôn. Con này thì hiện tại em để quý anh chị với mức giá là bao nhiêu ạ? 3 triệu 700 nghìn đồng thôi. Cả 3 triệu 7 anh chị nhé. Còn hai con này ạ, một con màu trắng và một con màu, đấy là màu gì ạ? Màu trắng và một con màu đen. Đấy, một con 3 triệu 6, còn một con là 3 triệu 7. Anh chị lấy con nào thì lấy nhá. Tình trạng máy cũng khá là đẹp và ngon lành đấy ạ. Màn hình thì sáng đẹp 100%, zin đẹp, không ngố ám, không phân màu gì anh chị nhé. Đây là Samsung Galaxy M53, đấy. Aquantum 3 đấy ạ, phiên bản Hàn Quốc. Tiếp tục lên cho quý anh chị mẫu Samsung Galaxy S22. Anh chị mà thích những con máy đời cao giá hợp lý lấy xem con S22 cũng rất là ok nhá. Hôm nay video em cũng quay bởi Samsung Galaxy S22 anh chị ạ. Tình trạng S22 bên em thì cũng gần như là rất là hoàn hảo anh chị ạ. Tùy theo máy nhá, nhưng mà 100% là màn hình zin đẹp không ố ám này. Có những con máy thì đẹp đến nỗi là còn nguyên cái siêu ni lông bên cạnh viền, rất đẹp ạ. Đấy, và có các bạn Mỹ và bạn Hàn anh chị nhá, thì giá cũng bằng nhau thôi. Lên cho quý anh chị mẫu S22 5G bên em. Về cơ bản ấy thì con này là flagship, lúc ra mắt thì nó rơi vào tầm là 25 27 triệu, 22 23 24 25 27. Nói chung là tùy vào thời điểm ra mắt nhá. Nhưng mà mức giá hiện tại nó quá là êm anh chị ạ. Chỉ cần là bằng 1/4 thôi. Hiện tại ấy, S22 nhỏ đang có mức giá là 6 triệu 6 một cây, tặng full phụ kiện ạ. Màn hình của máy ấy thì sáng đẹp không ồ ám nhá, và chức năng rất là ngon lành. Phiên bản Mỹ sẽ có là RAM bao nhiêu GB ạ? Mỹ sẽ có là 8GB RAM, bộ nhớ là 128GB. Còn bản Hàn cũng có là 8GB RAM, nhưng mà bộ nhớ cao hơn 256. Anh chị dùng hai sim lấy bản Mỹ cho em nhá. Đây là Samsung Galaxy S22 5G. Đây là bản Mỹ này, sẽ có hai sim, hai sóng, một vật lý, một eSIM. Camera thì nét căng với cam sau là 50 chấm này, có cảm biến góc siêu rộng, zoom. Nói chung là camera của những cái dòng máy này ấy thì nó rất là tuyệt vời anh chị ạ, rất là tuyệt đỉnh rồi. Tại vì dòng S của Samsung mà, cam trước cũng rất là đẹp nha. Chức năng ngon lành, máy móc nhỏ gọn, tầm 6 in mốt thôi. Giá mỗi cây là 6 triệu 6 nha. Full combo hết ạ, ốp lưng rắn màn sạc cáp, miễn phí ship tận nhà. S22 nhỏ. S22 Plus nhà em Huy cũng có này. Phân khúc tiền mà vừa vừa anh chị lấy S22 Plus cũng rất là ngon rồi. Tình trạng máy móc thì cứ gọi là zin đét đẹp, đẹp luôn, mượt mà ạ. Phần lưng này siêu sáng đẹp nhá, siêu sắc nét ạ. Khung viền cạnh trên cũng đẹp, cạnh bên các cạnh cực kỳ đẹp luôn ạ. S22 Plus màn hình sẽ có là 6.6 in. Rất là đẹp và sắc nét. Cấu hình sẽ có như sau. RAM máy sẽ có là 8GB, bộ nhớ là 128GB anh chị nhá. Nói chung rất là ok này. À, đang chạy Android mới nhất 14 rồi. Máy Mỹ sẽ có hai sim hai sóng ạ, một sim vật lý, một eSIM. RAM 8 bộ nhớ 128. Chức năng ngon lành, máy móc mượt mà này. Màn hình ấy thì nó sáng trưng nhá. Màn hình cực kỳ sáng luôn ạ. Đây, màn hình sáng trưng luôn ạ. Viền thì rất là mọng và đều. Giá con này hiện tại bên em là 7 triệu 800 nghìn đồng cho một em S22 Plus.
Samsung nhà em còn có dòng Flip đấy anh chị ạ. Flip thì em đang có Flip 3 nha. Flip 3 nhà em còn đúng 2 cây nữa thôi. Về lúc nào là hết lúc đấy anh chị ạ. Tình trạng máy móc ngon lành, phần lưng thì cũng rất là đẹp và bóng bẩy anh chị nhá. Bóng bẩy này, đẹp này. À, khung viền cạnh trên, cạnh bên, cạnh dưới các cạnh cũng ở mức gọi là cũ đẹp được anh chị ạ. Z Flip 3 sẽ sở hữu cấu hình như sau. Đầu tiên là RAM máy sẽ có dung lượng RAM là 8GB, bộ nhớ 128. Đây là phiên bản chính hãng nên sẽ có là 2 SIM 2 sóng anh chị nhá. Z Flip 3 này là bản chính hãng 2 SIM 2 sóng luôn. RAM sẽ có là bao nhiêu GB ạ? RAM 8 bộ nhớ 128 và chạy con chip Qualcomm Snapdragon 888 ạ. Màn hình thì phẳng đẹp này, cơ gập thì mượt mà nhá. Chức năng ngon. Màn hình em này rộng 6.7 inch này. Đấy, rộng 6.7 inch 120 Hz rất là đẹp và nét. Camera cũng ở mức gọi là sắc nét và đẹp luôn. Cam sau thì nét căng nhá, được chưa? Cam trước cũng đẹp. Ngoài ra ấy, nếu anh chị có thể là dùng camera phía sau để mà selfie đấy, như là camera phía trước được nhá. Đấy, được chưa? Rất là nhiều chế độ chụp khác nhau này. Đấy, góc rộng, góc hẹp đầy đủ nha. Chức năng ngon ạ. Nói chung cửa tiền con này bây giờ rất là êm rồi ạ. Rẻ như S21 mà thôi. Hiện tại ấy, sản phẩm Z Flip 3 đang có mức giá bên em là 5.3 triệu một cây nhá. Còn vài cây nữa là hết sạch hàng rồi. Tình trạng máy móc chuẩn trị, màn mụn ngon lành. Lên cho quý anh chị thêm dòng 22 sẽ có là 22 Ultra anh chị ạ. 22 Ultra thì đang có mức giá cũng rất là tốt tại shop di động Minh Huy. Đang có phiên bản là 256GB và 512GB cho anh chị lựa chọn ạ. Màu sắc thì sẽ có 3 màu, màu xanh, màu đỏ và màu đen cho anh chị chọn nhé. Nói chung là màu nào cũng đẹp và màu nào cũng mê. Tất nhiên ấy thì khung giá tiền nó cũng như nhau thôi, không có tăng giá với các màu khác nhau nhé. Đầu tiên này nói về một cái ngoại hình trước. Ngoại hình thì nó là gọi là đẹp len ken sbeng, đẹp như máy mới ạ. Gọi là chất nét cho anh chị mà kỹ tính nhá. Thích mua máy cũ, giá máy cũ mà là đẹp như máy mới thì mua con này quá là ngon. Đẹp len ken sbeng, có cả sim ni lông viền này, tặng ốp lưng dán màn sạc cáp siêu nhanh đầy đủ nha, và miễn phí ship tận nhà cho anh chị. Màn hình ấy thì nét căng nhá, không một vết xước ạ. Màn hình đẹp, không ngổ ám, không phân màu gì. Em chờ con nào nó có sẵn pin ở đây em bật lên cho anh chị xem luôn nhá. Về các bạn thì dòng S2 Ultra nó quá là ngon rồi, quá là đẳng cấp rồi. Đây em có phiên bản 256GB và 512GB, còn RAM thì sẽ có là 12GB RAM nhá. Đây là bản Mỹ sẽ có là 2 SIM 2 sóng luôn. Nói chung là rất là ok ạ. Chức năng ngon lành, màn mụn thì sáng đẹp, không ngổ ám, không phân màu gì. Bật thử một con cho anh chị xem này. Đầu tiên là màn hình. Màn hình sẽ có là một cái màn hình sáng đẹp không ngổ ám nhá. Màn hình em này sẽ có một cái màn hình là 6:8 này. Được chưa? Màn hình 6:8. Rất là đẹp và sắc nét ạ, không ngổ ám, không phân màu gì. Đấy, màn hình nét căng nha. Cong tràn hai bên, được chưa? Thác nước đổ. Con này có cấu hình như sau này. RAM em này sẽ có là bao nhiêu GB ạ? RAM sẽ có là 12, bộ nhớ 128 và chạy con chip là con chip Qualcomm Snapdragon 800 Gen 1, chip 8 Gen 1 nhá. RAM 12, bộ nhớ 512 này, được chưa? Phiên bản này là phiên bản cao gần như là nhất rồi. Giá cả em này là 12.990.000 ạ. Phiên bản RAM 12, bộ nhớ 512GB. Còn phiên bản mà RAM 12, bộ nhớ 256GB thì giá là 12.700.000 nhá. Lệch nhau có 300k thôi. Anh chị thích màu nào thì cứ đặt hàng liên hệ em Huy trực tiếp ạ. Đấy, 3 màu này. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng ngon anh chị nhá. Rồi, qua cái dòng S22 Ultra, đấy, em sẽ có cho quý anh chị dòng S21. Quay về với dòng 21 nhá. 21 series thì em đang có là 21 Plus ở đây. Thì cho anh chị xem có cả phiên bản 256GB lẫn 128GB. Đây là phiên bản Mỹ sẽ chạy con chip Qualcomm Snapdragon 888, có hỗ trợ 2 SIM 2 sóng, 3 màu, anh chị thích màu nào cũng ok nhá. Giá em bán bằng nhau, tất nhiên là tùy phiên bản bộ nhớ nữa. Như là màu tím này, màu bạc này, hoặc là màu đen đều đẹp ạ. Phiên bản 128GB có mức giá là 6.2 triệu thôi. Đấy. Và cây này sẽ có là RAM 8, bộ nhớ là 128 nhá. Riêng phiên bản 256 sẽ cao hơn một chút là 6.6 triệu. Và thi thoảng mới có một cây là 256GB thôi. Đây là Samsung Galaxy S21 Plus 5G anh chị nhá. Camera thì nét căng này, cam trước cam sau đều đẹp ạ. Cả biến chính 64 chấm. Nói chung là camera thì nét căng anh chị nhá. Đấy, chức năng ngon lành, máy móc mượt mà, cam nét, giá rẻ ạ. Em này bạn 128GB là bao nhiêu ạ? 6.2 triệu. Còn 256 là 6.6 triệu. Mã này thì giá nó khá là giữ anh chị nhá, nên anh chị lưu ý giúp em ạ. Lên cho quý anh chị thêm mã S21 FE. Tình trạng S21 FE thì cũng khá là ngon lành rồi và bền anh chị nhá. Màn hình sẽ có một cái màn hình rộng đẹp, màn hình 6.5 inch ạ, rất là to và hài hòa giữa hai đời máy là S21 nhỏ và S21 to. Ngoài ra viên pin cũng được khá là hài hòa luôn ạ, pin 4.5 inch nhá. Em này là máy bản Mỹ, một SIM sẽ có là RAM sẽ 6GB, bộ nhớ là 128GB và chạy con chip là chip Qualcomm Snapdragon 888. Màn hình thì đẹp nét 100%, không ngổ ám, không lưu hình, không phân màu gì. Camera thì rất căng nhá, cam 0.5 này, X1 này, zoom lên đến là 3x ạ. Cam trước cũng là mức gọi là đẹp và nét nhá. Đây lau qua cả cho anh chị xem qua này. À, nói chung là cam trước thì vẫn cứ là nét đẹp, cam sau thì đẹp nét, giá cả thì hợp lý cực kỳ luôn. Hiện tại bên em ấy mức giá bỏ ra cho con này là 5 triệu tròn là đã có là S21 FE rồi. Tình trạng máy móc ngon lành mượt mà nhá. Mấy cái này là keo lau qua một cái là đẹp nhá. Nói chung là máy đẹp đến 99% đấy ạ. Rất là đẹp.
S20 Plus này, đây có một em này, tình trạng máy móc cũng ok nhá. Màn hình thì sáng đẹp, không ố ám, không phân màu gì. Máy Mỹ sẽ có RAM 12, bộ nhớ 128. Con chip là con chip Qualcomm Snapdragon 865. Khung viền các cạnh cũng còn rất là đẹp ạ. Con này tình trạng lưng là thay lưng zin nhá. Đẹp như zin, không khác gì zin cả. Em Huy vẫn báo cho quý anh chị. Còn đây là bản Mỹ sẽ có là 2 SIM 2 sóng, RAM 12 và bộ nhớ là 128GB. Giá em này hiện tại bên em cũng rất là yêu, 4.9 triệu thôi. S20 FM Huy cũng còn này. Đấy, nói chung là cũng gọi là vơi vơi hết sạch rồi. Màn hình thì 6 inch rưỡi cũng cực kỳ đẹp và nét. RAM thì sẽ có là 6GB, bộ nhớ cũng 128GB anh chị nhá. Và chạy con chip là Qualcomm Snap 865. Viền màn hình khá là mỏng. Camera cũng đẹp ạ, cam trước và cam sau đều nét căng luôn ạ. Giá cả hiện tại em này cũng rất là hợp lý rồi. S20 FE chỉ có là 4.3 triệu thôi nhá. Ngoài ra dòng Samsung thì em lại có thêm cho quý anh chị là dòng Samsung S10 Plus. Màn hình thì siêu đẹp nét này. Màn hình rộng là 6.4 inch thì phải, 2K. Rất là đẹp và sắc nét ạ, màn hình rộng 6.4 inch nhá. Cấu hình em này sẽ có là bao nhiêu ạ? RAM em này sẽ có là 8GB, bộ nhớ là 128GB. Nói chung là phần lưng cũng đẹp này, màn hình cũng đẹp, chức năng ngon ạ. Và màn hình thì sáng đẹp, không ố ám, không phân màu gì. Đấy, màn đẹp 100% anh chị nhé. Đây là Samsung Galaxy S10 Plus. Khung viền cạnh trên, cạnh bên, các cạnh cũng ở mức cũ đẹp ạ. Có ốp lưng dán màn đầy đủ và sạc cáp ạ, miễn phí ship tận nhà. Mã này hiện tại bên em có mức giá là 4.1 triệu. Note 10 Plus nhà em cũng có nha anh chị nha. Thi thoảng mới có một cây thôi. Tình trạng máy móc ngon lành, màn hình thì sáng đẹp, không ố ám, không phân màu gì. Note 10 Plus sẽ có cấu hình là RAM 12GB. Bộ nhớ em này sẽ có là bao nhiêu ạ? 256GB và chạy con chip Qualcomm Snapdragon 855 với bản Mỹ nhé. Còn đây là bản Hàn thì sẽ chạy chip Exynos 9825 và đã lên sẵn 2 SIM 2 sóng rồi. Cam 0.5 này, X1 zoom 10x ạ. Cam trước cũng ở mức gọi là rất đẹp và nét. Giá cả con này hiện tại bên shop Di động Minh Huy nhà em rất là êm anh chị nhé. Có ship code toàn quốc ạ, 6 triệu tròn cho một con Note 10 Plus thôi. Đấy, bản Hàn chức năng ngon. Samsung thì em có rất là nhiều máy phân khúc giá rẻ ở đây để lên cho quý anh chị. Anh chị nào quan tâm thì comment cho em Huy chữ quan tâm nhé. Hôm nay cũng quên hỏi là âm thanh hình ảnh có tốt không, anh chị thông cảm giúp em luôn. Lên cho quý anh chị con Note 9 này, tình trạng lưng liếc cũng ở mức tương đối nha. Khung viền em Huy đánh giá cũng ở mức tương đối luôn. Màn hình ấy thì cũng ở mức là tương đối. Giá cả con này thì hiện tại bên em cũng rất là hợp lý ạ. Đây màn hình tương đối này, được chưa? Giá cả thì hợp lý cực kỳ. Con này hiện tại bên em đang có mức giá là bao nhiêu ạ? 3 triệu tròn thôi, RAM 6 bộ nhớ 128 nhá. Con này thì màn hình nó có gọi là phân màu nhẹ. Đấy, được chưa? Phân màu nhẹ. Nhìn qua video chắc là thấy cũng nhẹ nhàng đúng không ạ? Và giá cả rất là êm ạ, 3 triệu thôi. Note 9 em cũng có thêm cho quý anh chị một cái lựa chọn nữa này. Con này thì cũng là tình trạng màn cũng có lưu hình nhẹ thôi. Đấy, rất là nhẹ và ok. Giá cả hiện tại bên em con này cũng khá là êm nhá. Note 9 thì như con này giá cũng 3 triệu tròn thôi. Còn hai con, đây là hàng chính hãng, 2 SIM 2 sóng anh chị ạ. Dòng này thì em cũng cố gắng nhập duy trì để cho khách, nhiều anh chị có nhu cầu mua thì vẫn có thể là mua được anh chị nhá. Còn hiện tại em ưu tiên làm những dòng A này hơn này. Tại vì sao em lại ưu tiên làm những cái dòng A này hơn? Tại vì dòng A và dòng M ấy, nó bây giờ đời nó cũng đã khá là cao rồi. Đời cao thì dẫn đến là gì ạ? Máy nó cũng khá là khỏe và giá nó cũng tốt anh chị ạ. Đây đời cao nhá, như con này này. Dòng này là dòng M23. Cấu hình thì khá là cao đấy ạ. RAM 4 nhá, bộ nhớ là 128, chip là chip Qualcomm Snapdragon và con chip là con chip 750, hỗ trợ 5G nhá. Máy vừa nhỏ này, pin lại trâu này, 5000 mAh, chip lại hỗ trợ 5G nữa thì anh chị dùng rất là thoải mái và yên tâm. Về cơ bản thì con này thì cái phần ngoại hình ấy, không biết là con nào còn pin không, tại vì mấy cái này thì em cũng mới nhập về thôi. Khung viền này thì em quay một chút cho anh chị xem nhá, cạnh trên này rất là đẹp nhá. Cạnh trên thì đúng là đẹp, gần như là 99% đi. Khung viền có những con còn siêu ni lông này. Như con xanh thì đúng là tình trạng là hoàn hảo luôn anh chị ạ. Khung viền các cạnh rất là đẹp này. Ngoài ra thì phần lưng nhá cũng đẹp nhá, không bị rỗ chỗ gì ạ, cực kỳ đẹp luôn và sắc nét. Cái dòng này thì giá cả hiện tại bên shop Di động Minh Huy bên em ấy rất là hợp lý anh chị nhá. Samsung Galaxy M23 giá hiện tại là 2.800.000, tặng ốp lưng dán màn sạc cáp miễn phí ship tận nhà, cam sau cam chính 50 chấm, chip 750G nhá. Dòng này thì bán rất là khỏe rồi và bán cũng rất là chạy. Ngoài ra bên em còn có cái dòng khác, đó là dòng M. M này là M bao nhiêu ạ? M33. M33 giá cũng rất là rẻ nha. Tình trạng máy thì cũng đẹp ở mức là gọi là máy cũ đẹp đi. Ngoại hình nó sẽ không bằng cái lứa 23 anh chị nhá. Nhưng mà cái 33 này được cái là RAM nó nhiều hơn một chút là 6GB. Bộ nhớ thì cũng 128GB thôi. Ngoại hình thì zin cũ đẹp này, đồng giá là bao nhiêu ạ? 2.990.000 một cây nhá. Đấy, còn một ít nữa em cũng xả đốt cho quý anh chị luôn. 2.990.000 là đã bao gồm là ốp lưng dán màn sạc cáp, siêu nhanh 25W và miễn phí ship tận nhà rồi. Samsung Galaxy M33 này, những cái màu sắc cực kỳ đẹp và hút mắt luôn anh chị ạ. Chung là rất là trâu bò nhá, giá cả hợp lý, lại tặng full phụ kiện xịn nữa. Anh chị mà những con máy này em tặng kèm sạc 25W mà anh chị không lấy sạc cáp
thì anh chị cứ trừ cho em 200.000 nhá, được chưa? Không lấy sạc cáp, không lấy ốp dán, không lấy khuyến mãi gì cả, thì trừ cho em 200.000 những con máy này ấy, tại vì bộ sạc em nhập cũng đã hơn 100.000 rồi. Đấy, và em đã tặng kèm bộ sạc 25W cho những anh chị mua những con máy này nhá. Đây là M33 này, máy sẽ có đầy đủ tiếng Việt hết anh chị nhá. Đây là máy Hàn Quốc nhưng mà bên trong vẫn có là full tiếng Việt hết. Đấy, vào cài đặt thôi, bật tiếng Việt sẵn rồi thì nó sẽ có hết tiếng Việt ở đây nhá. Đấy rồi, được rồi, đã có full 100% tiếng Việt. Và cái dòng này camera phía sau cũng có cải biến chính là 50 chấm này, góc rộng, góc siêu rộng, tele đồ, nói chung là cam cụm thì ngon lành, chức năng thì ngon, giá cả cực kỳ hợp lý ạ. Mẫu là mẫu Samsung Galaxy M33 anh chị nhá. Hiện tại bên em có mức giá là 2.999.000 đồng thôi. Đấy, là full hết máy ở đây rồi, là đồng giá luôn anh chị nhá. Còn một ít nữa thì em cũng bán xạ nốt cho quý anh chị. Cảm biến camera có 0.5 này, X1 đấy, và zoom giúp các thứ đồ ok nhá. Cam trước thì cũng ở mức gọi là đẹp và nét luôn, giá cả thì ok ạ. Hiện tại em để cho quý anh chị con này với mức giá bên em rất rất là êm. Samsung Galaxy M33 3 triệu tròn, 2.990.000 đấy ạ, được chưa? Rồi, ngoài ra thì em cũng có những dòng máy khác đến từ thương hiệu như là Sony ở đây. Em lên cho quý anh chị máy Pixel trước nhá. Pixel em đang có là Pixel 5A 5G này, tình trạng lưng liếc cũng khá đẹp nhá. Khung viền cạnh trên, cạnh bên, các cạnh cũng ở mức gọi là zin đẹp anh chị ạ. Thế này là rất là đẹp rồi nhá. Cụm cam sáng đẹp này. 5A 5G sẽ có là RAM 6, bộ nhớ 128, chip 750G. Xin lỗi là chip 765 có hỗ trợ 5G. Màn hình thì sáng đẹp, không ồ ám, không phân màu gì. Cấu hình sẽ có là bao nhiêu ạ? RAM 6 nhé, bộ nhớ 128 ạ. Chip trụng khỏe, cam sau có cảm biến 0.6x1 này, zoom này. Cam trước thì cũng ở mức gọi là đẹp và sắc nét luôn. Giá cả con này hiện tại bên em rất là êm rồi ạ. Pixel 5A 5G 3.850.000. Tiếp tục lên cho quý anh chị một con Pixel 7 Pro. Con này thì em chuyên dùng để quay video anh chị nhé. Chuyên dùng để quay video nên mình xem qua thì đúng là video những hôm trước, video 4K là quay 100% bởi con này. Thì tình trạng video cũng rất là ok. Thứ nhất là máy sẽ có một cái màn hình đẹp, to. Đấy, màn hình con này là 6.8 inch, 2K và 120Hz. Tất nhiên thì như con này giá rất là rẻ thì màn nó cũng có lưu hình nhá. Lưu hình khá là nhẹ ở đây này. Anh chị nhìn kỹ không biết có thấy không, nhưng mà có lưu hình nhẹ. Và cấu hình sẽ có là RAM 12, bộ nhớ 128, con chip Google Tensor 2, camera phía sau có cảm biến 0.5, X1, zoom dụng các thứ đồ luôn. Cam trước cũng ở mức gọi là đẹp và nét. Giá cả con này hiện tại bên em rất là hợp lý rồi ạ, 6.5 triệu cho một con Pixel 7 Pro bản quốc tế, hai sim vật lý, hai sim hai sóng nhá. Đấy, dùng từ hai sim hai sóng chuẩn hơn, tại vì dòng Pixel thì nó không có vắc sim vật lý, không có hai sim vật lý, một sim vật lý một eSIM. Đấy, dòng quốc tế ngon lành luôn ạ, 6.5 triệu thôi. Pixel 7 Pro. Dòng Sony em cũng có rất là nhiều máy anh chị ạ, rất là nhiều mẫu máy Sony ở đây cho quý anh chị luôn. Như là Sony Xperia X5 này, cũng có này, Xperia X5 Mark 3, Mark 4 hay là Mark 2 nhà em cũng có nha. Và tất nhiên ấy là bên em vẫn hỗ trợ anh chị là lên đời máy thoải mái anh chị nhá. Vẫn hỗ trợ anh chị lên đời máy nếu mà anh chị có nhu cầu. Ở trên tay em đây là Sony Xperia X5. X này là X5 Mark 4 này, X này là X5 Mark 3 này. Mark 3 hiện tại thì giá nó rất là êm anh chị ạ. Mark 3 nó còn có hỗ trợ là hai sim hai sóng nữa cho anh chị cần, nếu mà anh chị cần nhá. Còn nếu mà không thì lấy bạn một sim cũng đều ok. Đồng giá là 4.5 triệu một cây thôi. Khung viền các cạnh em ấy cũng chọn khá là kỹ ạ. Tình trạng là ngoại hình là cũng ở mức gọi là đẹp, được chưa? Khung viền đẹp này. Đấy, lưng cũng ở mức gọi là đẹp, sắc nét. Màn hình thì cũng ở mức gọi là đẹp, không ồ ám, không phân màu gì nhá, đẹp 100% luôn. Nếu mà anh chị mua máy mà kỹ tính quá thì có thể là qua em Huy mua nhá. Tại vì cái gì thì có thể không cam kết được. Nhưng mà riêng cái màn hình đẹp này, máy móc nguyên bản thì em Huy cam kết cho quý anh chị thoải mái luôn ạ. Như những em này là những em máy nguyên bản đến từ thương hiệu Sony, Sony Xperia X5 Mark 3 nhá. Màn hình thì sáng, đẹp, không ồ ám, không phân màu gì. Chức năng ngon. Giá mỗi em này là 4.5 triệu một cây ạ, Sony X5 Mark 3 nhá. Ngoài ra anh chị mà thích cao hơn một xíu lấy xem con X5 Mark 4 này này, cũng rất là ok ạ. Tình trạng máy móc ngon lành, cực kỳ đẹp luôn. Phần lưng này siêu đẹp nhé, không có một cái dấu hiệu nào của thời gian cả. Cấu hình khá là ngon, với RAM là 8GB, bộ nhớ 128, chip Qualcomm Snap 8 Gen 1, rất là ok. Khung viền các cạnh thì cạnh trên, cạnh bên, cạnh dưới và các cạnh thì cũng đẹp gần như là 99% đến len keng spell nhá. Và rất là ít dấu hiệu sạc ở dưới chân sạc này, được chưa? Sony Xperia X5. X5 này là X5 đời mấy ạ? X5 là X5 đời 4 anh chị nhá. X5 đời 4 sẽ có mức giá là 7.7 triệu thôi ạ. Bên em vẫn có ốp lưng này, vẫn có cường lực này. Đấy, vẫn có sạc cáp và tặng quý anh chị hết. Nói chung là phụ kiện thì gần như là đầy đủ hết, không phải là suy nghĩ gì cả, lấy máy về là dùng thôi. X5 đời 4 nha, 7.7 triệu là lấy máy về dùng thôi ạ. Đấy, rất là ok, cam sau nét căng này, 0.7 cũng có này. X1 và zoom.
Cam trước cũng ở mức quả đẹp và nét nhá, chức năng ngon lành, cam cụm thế nét căng, loa kép nghe nhạc hay, được chưa? Dòng này là dòng X5 Mark 4 á, giá 7 triệu 7 thôi. Và pin 5000 nhá, con 5 Mark 4 là pin 5000 này, còn con 5 Mark 3 là pin là 4500. Ngoài ra thì em còn có dòng nữa là dòng Sony Xperia X1 Mark 2 thì anh chị cũng có thể quan tâm dòng này. Giá từ 3 triệu 7 đến 4 triệu rưỡi tùy vào ngoại hình máy nha. Ví dụ anh chị thích một con máy nó nét căng như này, đẹp keng, khung viền cũng đẹp len keng như này và cực kỳ hiếm như này thì giá nó tầm 4 triệu rưỡi ạ. Còn nếu mà anh chị lấy máy phẩy hơn hoặc là màn hình nó tương đối thôi thì giá nó rẻ hơn, từ 3 triệu 7, 3 triệu 9, 4 triệu rưỡi đều có máy nha. Sony Xperia X1 Mark 2, màn hình là màn hình 6 inch rưỡi này. Độ phân giải màn hình cao nhá. Màn hình 6 inch rưỡi và độ phân giải màn hình lên đến là 4K. Chức năng ngon lành, RAM 8 bộ nhớ 128, chip Qualcomm 865. Màn hình thì sáng đẹp, không ồ ám, không phân màu gì. Sony Xperia X1 Mark 2 ạ. Còn nếu mà anh chị thích cao hơn một chút ấy, lấy cho em con Sony Xperia X1 Mark 3 nhá. Một Mark 3 cao hơn một chút này, khung viền các cạnh em thấy là cũng ở mức rất là đẹp đấy. Cạnh trên này cực kỳ nét ạ. Em Huy nói chung là lúc nào nhập hàng thì có thể là nhập cao hơn một tí, nhưng mà luôn luôn chọn là chọn hàng đẹp nhất, nét nhất để phục vụ quý anh chị. Có hai màu, đó là màu tím và màu đen nha. Anh chị lấy màu nào cũng được, giá nó như nhau thôi, 6 triệu 2 một cây. Máy sẽ có là 12GB, bộ nhớ 256. Con chip là con chip Qualcomm Snapdragon 800 bao nhiêu ạ. Con này sẽ chạy con chip là Qualcomm 888 nhá. Màn hình thì nét đẹp, không ồ ám, không phân màu gì, 6 inch rưỡi và tần số quét 120Hz. Đấy, màn hình là màn hình 4K nhá. Rất nét ạ, pin 4500. Con này cấu hình khá là ok, cam đẹp, giá cả hợp lý. Hiện tại bên em có mức giá là 6 triệu 2 thôi. Tiếp tục thì lên cho quý anh chị rất là nhiều mẫu máy ở đây nữa cho anh chị lựa chọn. Nhân đây có một con Xiaomi Mi 9 này, khách dùng thì cũng được một thời gian và đã là may mắn đến với khách và khách đã lên đời thì để lại cho anh chị một con. Nói chung là máy thì dường như là không có tí xước nào nhá, đẹp gần như là mới 100%. Tất nhiên thì giá nó vẫn rẻ hơn là những con máy mới rồi. Máy sẽ có một cái màn hình đẹp, không ồ ám gì nhá, cực kỳ sắc nét và cam kết là nguyên bản 100% luôn. Máy này khách khui hộp ra dùng và cũng sạc được vài lần thôi. Khung viền các cạnh này đẹp nét, không có một vết xước nhá, chân sạc cũng không xước gì luôn này. Màn hình thì sáng đẹp 100%. Xiaomi Mi 9 có một cây duy nhất ạ, 2.999.000 đồng. Đấy, máy là máy bạn quốc tế chính hãng, 2 SIM 2 sóng anh chị nhá. Xiaomi Mi 9. Đấy, rất là nhiều mẫu máy ở đây cho anh chị thoải mái lựa chọn. Còn anh chị có nhu cầu đặt hàng liên hệ trực tiếp 0933600386 nhé. Đừng ngần ngại mà gọi điện cho em Huy. Em Huy sẽ tư vấn cho quý anh chị một cách nhiệt tình nhất và cũng như là những mẫu máy mới nhất. Ngoài ra thì em còn có mẫu S20 Plus chưa tư vấn này. Con này thì là bản Mỹ, sẽ có là RAM 12, bộ nhớ 128, chip cũng khá là mượt mà, Qualcomm 865 nha. Chức năng ngon, ngoại hình khá là đẹp ạ. Giá em này là bao nhiêu ạ? 5 triệu tròn nhé. Có một em duy nhất thôi, bản Mỹ ạ. S20 Plus, bản Mỹ nhé, 5 triệu tròn ạ, 2 SIM 2 sóng, một vật lý, một eSIM. RAM con này sẽ có là bao nhiêu ạ? RAM 12, bộ nhớ là 128. Ngoài ra thì em đang có là dòng Sony Xperia X10, X10 Mark 4 ạ. Con này có viên pin rất là trâu, lên đến là 5000mAh, thiết kế cực kỳ mỏng luôn ạ. Giá cả lại rất là hợp lý nhá. Màn hình thì sẽ có là 1 tỷ màu này, màn hình rộng là 6 inch thôi, 1 tỷ màu. RAM 6, bộ nhớ 128, chip Qualcomm Snapdragon 695, có trợ 5G, nói chung là chức năng ngon, màn mụn đẹp, giá cả cực kỳ hợp lý ạ. Camera thì cũng ở mức gọi là đẹp và sắc nét nhá. Cam sau này 0.6 này, X1 này, zoom này. Cam trước thì cũng ở mức gọi là rất là ok đúng không ạ? Rất là ok. Đấy, rất là ok vốn áp nhá. Giá cả con này hiện tại bên em là 3.790.000. Rồi, video nào thì cũng đến hồi kết thúc thôi. Và em Huy chúc quý anh chị có một buổi tối xem video vui vẻ và nhiều niềm vui. Và anh chị quan tâm mẫu nào, liên hệ trực tiếp em Huy 0933600386 ạ. Và bên em có ship code nhận máy kiểm tra thanh toán toàn quốc. Rồi, thì không để quý anh chị chờ đợi hơn nữa thì nhớ bấm cho em nút like, nút đăng ký kênh để lần sau ra video, anh chị sẽ là những người xem đầu tiên. Và em xin cảm ơn anh chị đã xem đến cuối ạ. Và chúc quý anh chị một buổi tối vui vẻ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.